Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa màu vàng trang trí như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có súng bắn keo, những cái cây bút màu nước như thế này, một chiếc compa, một cái bút chì, kéo, một cây thước kẻ. Và đây mình có những cái tờ giấy màu, mình có màu hồng, màu xanh dương và màu vàng. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu vàng này trước nha. Đối với tờ giấy màu vàng này, bây giờ mình sẽ cắt ra 5 hình. Mỗi hình mình sẽ để kích thước là 7x7 nha. Mình sẽ kẻ ra đây là 5 hình vuông có kích thước là 7x7. Giờ mình sẽ cắt 5 hình này ra. Mình sẽ cắt 5 hình này ra nha. Sau đó rồi mình sẽ gập nó lại như thế này. Cái tiếp theo nha. Thứ ba này, cái thứ tư này, cái thứ năm này. Mình sẽ dùng cái bút chì để mình vẽ một cái đường cánh hoa ra nha. Cái thứ hai nha. Cái thứ ba nha. Là mình sẽ cắt luôn cái hình này ra.
Cái thứ năm nhé. Sau đó bây giờ mình sẽ cắt một cái này. Ba này. Tiếp nhận. Cái thứ ba này. Còn hai cánh nữa nhé. Và cái thứ tư này.